liên quan đến việc hợp tác đào tạo nhân lực ngành du lịch giữa các quốc gia trong khu vực. Cùng với việc hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay, thì thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về ngành du lịch ASEAN, gọi tắt là MRATP, cũng sẽ chính thức có hiệu lực. Điều này có nghĩa là chứng chỉ nghiệp vụ của một quốc gia sẽ được công nhận tại 9 quốc gia còn lại. Như vậy thì liệu nhân sự ngành du lịch tại Việt Nam sẽ có cơ hội như thế nào từ thỏa thuận này? Chúng tôi cũng đã có buổi trao đổi ngắn với ông Trần Phú Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Tổng cục Du lịch. Đầu tiên ông có thể phân tích được những cái cơ hội cho nhân sự trong ngành du lịch Việt Nam sau khi mà cái thỏa thuận này có hiệu lực được không ạ? Du lịch thì cũng là một trong những cái lĩnh vực ưu tiên hội nhập trong ASEAN. Và một trong những cái nội dung quan trọng nhất chính là cái việc triển khai cái thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động du lịch MRATP. Nếu nói về cơ hội thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở mỗi nước ấy, thì đều có cái hệ thống phát triển về tiêu chuẩn, về bằng cấp, công nhận, trình độ của các lao động trong lĩnh vực du lịch, việc làm lao động nghề. Nếu như có một cái hệ thống chung ấy, thì các nước sẽ hạn chế, không phải mất nhiều chi phí để xây dựng những cái thành phần đó, và nó cũng góp phần là hỗ trợ cho người lao động. Người lao động khi đó thì sẽ có được một cái cơ sở để mà phấn đấu, để mà tự đào tạo, để đạt được những cái trình độ mà được chấp nhận trong khu vực. Và chính vì cái trình độ của họ được chấp nhận như vậy thì họ cũng có những cái quyền lợi từ cái việc công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn. Và đặc biệt người lao động trong ngành du lịch của Việt Nam, ví dụ làm việc ở một khách sạn, có thể làm việc ở bất kỳ một khách sạn nào trong khu vực ASEAN, làm việc ở Singapore, làm việc ở Malaysia, miễn rằng là cái năng lực của họ được các nước khác chấp nhận thông qua cái hệ thống tiêu chuẩn này. Trước đây khi nói về cái nhân lực trong ngành du lịch á, thì cái vấn đề được bàn nhiều nhất gần như là về cái ngoại ngữ và những cái kỹ năng mềm. Trải qua cái sự phát triển về hội nhập kinh tế thì ông nghĩ đây có còn là những cái yếu tố khó khăn khi trong cái môi trường mà nhân sự ngành du lịch được tự do lưu chuyển hay không thưa ông? Đúng như vậy, trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là ở bên khối khách sạn, thì cái vấn đề ngoại ngữ đối với người lao động nghề du lịch là một cái khó khăn và một cái thách thức đối với chúng ta hiện nay. Và không chỉ riêng với Việt Nam, rất nhiều nước không sử dụng tiếng Anh như một cái ngôn ngữ của thường được sử dụng ở trong nước. Cái phần kỹ năng mềm, các cái kỹ năng khác thì cũng là một cái khó khăn, cũng là một cái yêu cầu tất yếu trong cái lĩnh vực du lịch, bởi vì đây là một cái ngành mà con người phục vụ con người. Và mặc dù là nhận thức được đây là hai cái vấn đề tương đối quan trọng, tuy nhiên là đây là một cái vấn đề mà chúng ta phải triển khai liên tục và có một cái quá trình lâu dài. Chính vì vậy mà đến thời điểm này thì mặc dù đã có những cái thành quả tích cực từ những cái nỗ lực của chúng ta, nhưng nó sẽ còn là một cái thách thức cần phải tiếp tục tập trung xử lý. Trong 10 nước ASEAN thì có những cái quốc gia rất là phát triển về du lịch như là Singapore, như là Thái Lan hay là Malaysia, thì liệu là cái cơ hội cho các nhân sự trong ngành du lịch Việt Nam có thật sự lớn để mà có cái sự tự do di chuyển sang các quốc gia khác như ông phân tích hay không ạ? Tôi nghĩ rằng là ở bất kỳ nước nào thì cũng có những cái đội ngũ nhân lực có cái trình độ tay nghề, cái năng lực rất là tốt. Tất nhiên cái tỷ lệ nó sẽ phụ thuộc vào cái mặt bằng chung. Những nước mà có cái ngành du lịch phát triển thì cái tỷ lệ những cái người có cái năng lực cao như vậy nó sẽ chiếm nhiều hơn. Cái đội ngũ lao động của trong ngành du lịch của chúng ta hiện nay ấy, thì cơ bản đáp ứng được yêu cầu, có thể đáp ứng được cái cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Dạ vâng, xin cảm ơn ông.